Báo chí Thái Lan nói Việt Nam vô địch theo kiểu MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Báo chí Thái Lan phân tích triết lý Sir Alex Ferguson là một trong ba yếu tố giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup năm 2018 một cách xứng đáng và đầy ấn tượng. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm 2018 được ngưỡng mộ không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn lan rộng ra khắp cả châu Á. Trong khi đó, đối thủ Malaysia cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tờ Thairet của Thái Lan có bài viết khen ngợi chiến công thứ hai trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á hay AFF Cup năm nay. Phân tích về hành trình vừa qua, tờ Thairet chỉ ra 3 yếu tố làm nên thành công cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó, tờ Thairet phân tích huấn luyện viên Park Hang-seo đã biến Việt Nam thành công thức hoàn hảo theo triết lý của Sir Alex Ferguson, người từng có gần 3 thập niên thành công với câu lạc bộ MU. Thứ nhất, giá trị tập thể. Đằng sau thành công của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay là giá trị của một tập thể. Dưới sự dẫn dắt ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam trở thành một đội gắn kết, không để phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào và cũng là đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại kỳ AFF Cup năm nay với 7 cầu thủ. Làm việc theo nhóm, hiểu và gắn kết với nhau, nhờ vậy đội tuyển Việt Nam gặt hái được kết quả lao động tuyệt vời của mình. Thứ hai là tính nhất quán. Trước khi AFF Cup năm 2018 bắt đầu, nhiều chuyên gia và truyền thông dự đoán đội tuyển Thái Lan sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Tài lược trận đấu mở màn của giải đấu năm nay càng làm tăng thêm nhận định này khi đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 7-0 trước Đông Timor-Leste với Adisak Rajot ghi đến 6 bàn thắng. Nhưng Thái Lan không có sự nhất quán trong các trận đấu, ngược lại Việt Nam ổn định và cân bằng hơn trong từng trận đấu. Không đối thủ nào đánh bại được đội tuyển Việt Nam, những chú gồng vàng trải qua 8 trận đấu với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội tuyển Việt Nam cũng trở thành đội bóng đầu tiên sau Singapore vô địch AFF Cup vào năm 2007 mà không để thua trận đấu nào. Thứ ba, công thức Ferguson và sự mạnh mẽ sau từng trận đấu. Đội tuyển Việt Nam chỉ bị thủng lưới 4 bàn ở AFF Cup năm nay. Riêng ở giai đoạn vòng bảng, thủ môn Đặng Văn Lâm không nhận bàn thua nào. Điều quan trọng nhất nằm ở chiến thuật khi đội bóng vận hành linh hoạt các hệ thống 5-3-2 cũng như 3-4-3 với việc các tiền vệ và hậu vệ hoán đổi vai trò cho nhau vô cùng xuất sắc. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam cũng khiến các đối thủ rất khó khăn trong việc triển khai tấn công. Đội tuyển Việt Nam chiến thắng bằng thứ bóng đá giống như thời Sir Alex Ferguson, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ MU từng chia sẻ như sau. Tấn công sẽ giúp bạn chiến thắng trong một trận đấu, nhưng phòng ngự sẽ giúp bạn trở thành những nhà vô địch. Thực ra, công thức của Sir Alex Ferguson không phải là điều gì mới lạ, bởi Troy Mourinho cũng luôn nói về phòng ngự là nền tảng cho những chiến thắng. Trong khi đó, người Italia khiến cả thế giới ngưỡng mộ bằng thứ bóng đá chắc chắn của mình. Bên cạnh công thức của Sir Alex Ferguson thì Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn qua từng trận đấu và họ xứng đáng nhất để giành chức vô địch của kỳ AFF Cup năm nay. Đội tuyển Việt Nam hay hơn khiến tất cả kết thúc trong vô vọng với Malaysia. Theo tờ The Star của Malaysia đã thẳng thắn nhận định đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu hay hơn so với đội bóng do huấn luyện viên Chan Hue dẫn dắt. Thất bại 0-1 của đội tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup năm 2018 đã khiến cho những chú hổ Malaysia không thể có lần thứ hai để nâng cao chức vô địch của giải đấu này. Theo tờ The Star thì đây là kết quả hợp lý sau những gì mà hai đội đã thể hiện, bất chấp huấn luyện viên Chan Hue đã có trong tay những con người tốt nhất của mình. Tờ báo này bình luận tiếp như sau. Huấn luyện viên Chan Hue đã có sự trở lại của Mohamed Safari, Mohamed Aswan Abu Razak và Mohamed Shawan Adik cùng Mohamed Ihak sau chấn thương và thẻ phạt. Zapwan cũng đã trở lại kịp thời để ngăn chặn cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam là Quang Hải bên phía cánh phải, nhưng tất cả đã kết thúc trong vô vọng với các cầu thủ Malaysia. Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam theo tờ The Star đến từ sự cơ động của ba cầu thủ nhanh nhẹn trên hàng công là Quang Hải, Anh Đức và Văn Đức. Một pha bóng dài được triển khai và thành quả là tiền đạo Anh Đức dứt điểm một chạm chính xác sau pha treo bóng của Quang Hải. Sau bàn thua, đội tuyển Malaysia đã tràn lên tấn công và tạo ra một số cơ hội. Tuy nhiên, theo tờ The Star nhận định, đội tuyển Việt Nam là đội chơi hay hơn hẳn khi tốc độ của họ nhiều lần khiến hàng thủ của đội tuyển Malaysia rơi vào tình trạng báo động. Khác với ở trận lượt đi, đội tuyển Malaysia dù tấn công dồn dập trong hiệp 2 và ở nửa cuối hiệp 1, nhưng vẫn không thể một lần tìm được mảnh lưới của thủ thành Đặng Văn Lâm. Tờ báo này bình luận những pha cản phá xuất sắc của Đặng Văn Lâm đã khiến hai lần khước từ những bàn thắng của các chân sút Malaysia và cũng dành những lời khen ngợi cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Malaysia đã cạn kiệt ý tưởng trước hàng phòng ngự kiên cường của đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi đội trưởng Quế Ngọc Hải. Còn cổ động viên trên sân Mỹ Đình cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của các cầu thủ.
Như vậy là đội tuyển Malaysia đã không thể thực hiện hóa tham vọng vô địch như những gì mà họ đã đề ra trước trận chung kết. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn có quyền tự hào bởi trước khi giải đấu bắt đầu họ thậm chí còn không được xếp vào nhóm ứng viên vô địch cho giải đấu năm nay. Tờ Đa Sa bình luận như sau: đội tuyển Malaysia giờ phải chờ thêm 2 năm nữa để tái lập thành tích vô địch từ năm 2010. Nhưng không ai có thể hình dung được là đội sẽ vào tới trận chung kết hay không. Nhưng với tinh thần chiến đấu mà thầy trò viên Tan Chinh Hoa đã thể hiện kể từ đầu giải thì họ có thể ngẩng cao đầu để trở về nhà. Còn truyền thông quốc tế thì nói Việt Nam là ông hoàng bóng đá Đông Nam Á. Sau chiến tích đánh bại Malaysia để đăng quang vô địch Á Cup năm 2018, đội tuyển Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông quốc tế với lối chơi chắc chắn, kỷ luật và cực kỳ hiệu quả của mình. Trang Fox Sports SR phiên bản châu Á tràn ngập các bài viết liên quan đến đoàn quân của ông Ba Hằng Sò. Nổi bật nhất là dòng tiêu đề: đội tuyển Việt Nam đã thổi bay Malaysia để xưng vương Đông Nam Á. Nhà báo Rap VLTN đã bình luận: bàn thắng duy nhất của Nguyễn Anh Đức trên sân Mỹ Đình là quá đủ để những chú rồng vàng có lần thứ hai chinh phục đỉnh cao AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam chứng tỏ họ là đội bóng xuất sắc ở giải đấu lần này. Không chỉ qua những khoảnh khắc xé lưới đối phương làm nổ tung cầu trường mà họ còn luôn biết cách để bảo vệ thành quả nhờ hàng thủ thép của mình. Cũng trên trang Fox Sports Asia, cây viết Ahad Merisi nhìn nhận thêm như sau: với danh hiệu mới nhất, câu hỏi được đặt ra là liệu thời vận bóng đá Việt Nam đã đến. Thầy trò Nguyên Ba Hằng Sò bước vào giải đấu với tư cách là một đội bóng mạnh, chứ không phải là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, mọi thứ đã dần thay đổi sau khi AFF Cup bắt đầu diễn ra. Đội tuyển Việt Nam sắc sảo khi tấn công và chắc chắn trong khâu phòng ngự, biến họ trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại. Còn thủ thành Đặng Văn Lâm thì không để lọt lưới bằng nào cho đến vòng bán kết và kết thúc giải đấu với 5 trên 8 trận giữ sạch lưới của mình. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng là ông hoàng của bóng đá Đông Nam Á. Với một tập thể trẻ trung, chất lượng và giàu khát vọng, họ sẽ còn tiến xa trong tương lai. Còn từ Indonesia, tờ Indosport cũng gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam như sau: đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình kỳ diệu với chức vô địch không thể thuyết phục hơn. Đội bóng áo đỏ đã hoàn toàn lột xác dưới bàn tay tài ba của ông Ba Hằng Sò. Trên trang Stream Sport của Thái Lan thì đăng tải bài viết: Việt Nam đã xoán ngôi Thái Lan để trở thành nhà vô địch của kỳ AFF Cup năm 2018. Tờ báo này đánh giá, chỉ hơn một năm sau thất bại cay đắng ở SEA Games 29 thì bóng đá Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Ngôi áo quân U23 châu Á được xem là hiện tượng khởi đầu. Xếp thứ tư ở ASEAN ngôi chức vô địch Đông Nam Á cho thấy tuyển Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới và khiến tất cả các đối thủ trong khu vực phải nể phục.